Kim Thanh xin được mến chào các thính giả của Giải trí 24 giờ sáng hôm nay. Thì trong tuần này các rạp cũng đã bắt đầu rục rịch ra những bộ phim mới. Có lẽ là vì các rạp ở trên thế giới thì cũng tạm đóng cửa và các bộ phim bơm tấn những bộ phim hay thì hiện tại cũng đã hoãn lịch chiếu hết rồi. Cho nên là chúng ta cũng không có nhiều phim để thưởng thức tại các rạp. Hầu hết các rạp đang trình chiếu lại những bộ phim cũ như là tuần rồi Kim Thanh cũng đã giới thiệu qua. Tuy nhiên tuần này chúng ta cũng có một cái sự thú vị là có thêm một số bộ phim mới. Như là tuần trước chúng tôi cũng có đề cập đến bộ phim Bà Hoàng Nói Dối. Thì bộ phim đó đã dời sang tuần này mới chiếu bởi vì tuần trước chiếu không có được. Thì Trần Xuân Phúc cũng đã điểm qua rồi. Và bây giờ thì Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ sẽ tiếp tục giới thiệu một số bộ phim khác. Và bộ phim đầu tiên chúng tôi đề cập đó chính là bộ phim Bạn Âm phần thứ 3 với chủ đề là Đoạn Kết. Bạn Âm phần 3, đây là một cái series tên gốc là Danua rất là nổi tiếng của Indonesia. Phần thứ 3 này bên Indo chiếu được 10 triệu đô, tức là một bơm tấn ở bên nước này. Nhưng mà hai phần trước chiếu ở Việt Nam mình thì có hiệu ứng không cao lắm, thì không biết là phần 3 này như thế nào. Nội dung nó nói về là cô gái tên là Risa, cổ lớn lên với khả năng nhìn thấy hồn ma, sau đó là muốn sống một cuộc sống bình thường như những cô gái khác. Nhưng đặc biệt là sau khi cô có bạn trai thì cô vẫn giữ cái bí mật với anh về cái khả năng đặc biệt nhìn thấy hồn ma của mình. Lẫn cái chuyện là cô có 5 người bạn là ma, sau đó thì tình bạn của họ dần rạn nứt và cô quyết định từ bỏ khả năng nhìn thấy ma. Nhưng sau đó thì một con ma xuất hiện để đe dọa mạng sống của Risa và cả những người bạn không phải là người của cô. Qua nội dung mình thấy là phim này là một phim kiểu kinh dị mà kiểu học đường á. Những khán giả nào mà thích những cái câu chuyện có bối cảnh là học đường, những nhân vật trẻ tuổi liên quan đến tình bạn, tình yêu thì cũng có thể xem. Có một lưu ý là ở Việt Nam dù phim này là rating là C16 nhưng mà thật ra em đã từng xem hai cái phần trước á, và có xem những cái đoạn quảng bá phần 3 này của Indo. Do cái phong cách làm phim của Indo thì những phim này rất là máu me. Có thể là nhiều người mà cảm thấy không có hợp thì nên cân nhắc. Chúng ta sẽ tiếp tục với bộ phim kinh dị Bảy Linh Hồn. Bảy Linh Hồn thì xoay quanh câu chuyện về một gia đình trẻ chuyển về nhà mới. Thì sau đó thì cậu con trai tên là Josh vẫn chưa quen với ngôi nhà và thường xuyên gặp những cơn ác mộng. Để ngủ ngon hơn thì Josh đã đánh cắp một chiếc vòng bí ẩn của người hàng xóm. Thế nhưng mà thứ mà cậu đem về nhà không phải là chiếc Dreamcatcher, là những cái vòng mà bắt giấc mơ mà Việt Nam đã quen thuộc qua những phim như là Twilight hay là Người Thừa Kế đó. Thì chiếc vòng trong phim này có tên là Dreamcatcher, cái chữ C nó đổi thành chữ K. Thì theo như trong phim nó thì đây là một loại bùa quỷ đáng sợ, nó có thể giam giữ những linh hồn tà ác. Và do cái việc cậu George đã ăn cắp chiếc vòng nó về nhà, đã thả một cái linh hồn rất là đáng sợ ra, và cũng là người mẹ đã qua đời của cậu, đã khiến cho cái thảm kịch đã xảy đến với cái gia đình này. Hay không? Theo như em đánh giá thì phim này ngoại trừ cái đoạn cuối của nó hơi sốc và hơi máu me rùng rợn ra thì cái khúc đầu nó khá là cuốn. Phim này có sự góp mặt của bà hoàng kinh dị Lindsay, rất là nổi tiếng qua vai bà đồng Alice trong phim Insidious. Và phần này bà đóng vai cái bà mà đưa cái vòng đó cho thằng bé. Khúc đầu xem thì rất là hồi hộp bởi vì nó luôn có những cái cảnh dẫn dụ, và ngay từ cái đoạn đầu tiên luôn. Chỉ có đoạn cuối là em nghĩ nó hơi sốc với khán giả bởi vì do là cảnh bạo lực của con nít. Vâng, và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và bộ phim sau cùng ra mắt tại các rạp trong tuần này tiếp tục là một bộ phim kinh dị là Ác Mộng Kinh Hoàng. Thì cũng nói với các thính giả là không hiểu sao tại các rạp ở Việt Nam cứ đặt tên những cái bộ phim kinh dị lại có những cái tựa na ná nhau. Thành ra lúc đầu Kim Thanh nghe cái tựa Ác Mộng Kinh Hoàng là Kim Thanh lại tưởng bộ phim cũ. Kể là rạp đang chiếu những phim cũ nữa. Mà không ngờ đây là một phim mới chứ không phải là phim cũ. Và phim này rất là mới luôn, vừa công bố sẽ chiếu là hôm sau là chiếu luôn. Thì phim này có tên tiếng Anh là After She Wake. Hai nhân vật chính là hai mẹ con trải qua một cái sự mất mát sau cái chết của người con trai út. Thì hai mẹ con bắt đầu gặp căn bệnh gọi là bệnh parasomnia, gọi là bệnh rối loạn giấc ngủ. Thì những cơn ác mộng nó xuất hiện và họ phải đối diện với chính xác là những cái ác mộng kinh hoàng. Vâng, và bên cạnh các bộ phim trình chiếu ở các rạp thì Kim Thanh cũng xin được giới thiệu đến các thính giả một số bộ phim Việt Nam đã và đang lên sóng trên Netflix. Theo Netflix thì kho nội dung phim Việt ở trên hệ thống này vừa được cập nhật thêm nhiều nội dung phong phú cả về số lượng và chất lượng, và khán giả Việt Nam sẽ có thể tận hưởng được những bộ phim chiếu rạp được yêu thích và cả những tác phẩm điện ảnh đoạt giải thưởng trong các mùa liên hoan phim. Những bộ phim góp mặt trong Netflix mùa này sẽ bao gồm nhiều nội dung thuộc các thể loại khác nhau, từ hài hước lãng mạn cho tới kinh dị và hành động. Và sau đây thì Huỳnh Đắc Thọ sẽ điểm qua 13 bộ phim được lên sóng Netflix trong mùa hè này.
Cung Phu Phở vừa lên sóng ngày 8 tháng 5, 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy lên sóng vào ngày 15 tháng 5, Gái già lắm chiêu sẽ lên sóng ngày 29 tháng 5, Dòng máu anh hùng lên sóng ngày 5 tháng 6, 14 ngày phép lên sóng ngày 5 tháng 6, Phan Cuồng lên sóng ngày 5 tháng 6, Nhắm mắt thấy mùa hè cũng lên sóng ngày 5 tháng 6, Cho em gần anh thêm chút nữa cũng lên sóng ngày 5 tháng 6, sau đó là Cưới ngay kẻo lỡ sẽ lên sóng 12 tháng 6 cùng với Quý cô thừa kế Ngủ với hồng ma. 19 tháng 6 sẽ ra hai phim cuối cùng, đó là Bảy Rồng và Sài Gòn Vô. Bây giờ trong số 13 bộ phim này thì Thọ xem được bao nhiêu phim? Em chỉ không xem phim Ngủ với hồng ma với lại phim 14 ngày phép thôi. Thì như vậy với 11 phim mà Thọ xem á, có lẽ là Thọ cũng đánh giá sơ bộ về từng phim như thế nào sơ qua để các thính giả họ quan tâm mà hồi đó họ chưa có điều kiện ra rạp thưởng thức á, thì bây giờ có thể xem thẳng trên Netflix. Nếu mà nói về từng phim thì em nghĩ chắc hơi dài dòng, mà em sẽ nói theo kiểu là nếu mà em sẽ quyết định là xem lại những cái phim nào theo thứ tự đi ha. Thì em nhìn vô cái list này thì cái phim mà em muốn xem lại nhất đó là phim 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy. Tại phim này em rất là thích, nó dễ thương, nhưng mà lâu rồi, cũng mấy năm, và trong khoảng thời gian mấy năm vừa qua là em không có dịp xem lại, nên em sẽ xem lại nó trước. Và nó có một chút gì lãng đãng và hơi liên quan đến Nhật Bản giống Nói chung là em khá là thích cái không khí trong mấy phim của anh Vũ Ngọc Phượng. Tức là anh làm những cái đề tài nó không có quá lạ, những cái tình huống nó cũng không có quá mới, nhưng mà cách xử lý thì nó rất là hiện đại, cho nên mình xem thấy rất là dễ thương. Cho nên là em sẽ xem lại 12 chòm sao trước nè, sau đó em sẽ xem lại Phanh Cuồng. Tại đây là một phim dù là khác với những gì mình tưởng tượng trước đó, là nó không phải là một phim hài, cũng không quá đặt nặng cái vấn đề xuyên không, mà nó là một phim em nghĩ là nó khá là tình của anh Trạc Ly. Cái chất nhạc của Phanh Cuồng nó cũng khá đặc biệt so với mặt bằng chung của phim Việt nữa. Cái chất nhạc của Phanh Cuồng là chất nhạc của những câu lạc bộ nhạc rock Việt Nam mà của cuối thập niên 90 á, tầm 97, 98 và đầu những năm 2000 của Sài Gòn Rock. À, mà hay đi xem Rockstorm thì có thể là sẽ thích đó. Những bộ phim như thế này. Cứ nghe kẻo lỡ em cũng thích nè, Dòng máu anh hùng cũng thích, nhưng mà do nhà em có DVD cho nên là em coi lại cũng khá nhiều lần rồi. Em sẽ recommend các bạn nên xem thêm là Nhắm mắt thấy mùa hè, Bảy Rồng và Sài Gòn Vô. Còn những cái phim mà em đã xem rồi em không muốn xem lại, ví dụ như là Cung Phu Phở em thấy không hay, Cho em gần anh thêm chút nữa cũng không hay, trong Quý cô thừa kế cũng không hay nè, còn Gái già lắm chiêu thì cũng được, xem lại phần 1 thì cũng ok. Thì trong số 13 phim này thì Kim Thanh chưa xem bộ phim Sài Gòn Vô nè, và chưa xem Ngủ với hồn ma, cũng chưa xem Quý cô thừa kế, và chưa xem 14 ngày phép. Thì Kim Thanh cũng tương đối đồng ý với ý kiến của Huỳnh Đắc Thọ. Tuy nhiên nếu mà chia ra thể loại nha, nếu mà chúng ta thích thể loại hành động á, thì các thính giả không nên bỏ qua Dòng máu anh hùng và Bảy Rồng. Hai bộ phim thuộc thể loại hành động rất là tốt luôn á. Mà Dòng máu anh hùng cho đến thời điểm này cũng khó có bộ phim nào mà vượt qua về cái kỹ thuật đánh đấm ở trong phim luôn. Và cái cảm giác khi mà xem, nhất là cái thời điểm hồi xưa mình xem một bộ phim hành động của Việt Nam mà nó lại quá chất và cái câu chuyện nó quá nổi bật như vậy, là một cái ấn tượng rất là khó quên. Dòng máu anh hùng nó còn là một cái điểm nhấn rất là thú vị. Nó là cái bộ phim đầu tiên đánh dấu thế hệ đạo diễn Việt Kiều ở Mỹ trở về Việt Nam, và bộ phim này đã tạo nên thành công luôn của rất nhiều người. Ví dụ như đạo diễn, chúng ta có thể thấy là đạo diễn Trà Ly Nguyễn nè, nữ diễn viên chính là Ngô Thanh Vân, rồi Johnny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn. Phim này Ngô Thanh Vân là có luôn cái danh hiệu đả nữ là từ phim này luôn. Đúng và rồi. Nếu vậy là trong vòng cái tháng 6, tháng 7 này trên Netflix sẽ có đến 4 phim của Ngô Thanh Vân được chiếu, là hai phim Việt Nam nè, Dòng máu anh hùng, Bảy Rồng và hai cái phim nước ngoài. Thì tiếp tục một chút xíu thì sau cái Dòng máu anh hùng thì tên tuổi của Ngô Thanh Vân được lên cao rất là nhiều và được gọi là đả nữ. Cho nên là Ngô Thanh Vân có đóng tiếp một cái bộ phim là Bảy Rồng của đạo diễn Thanh Sơn. Anh chính là đạo diễn của bộ phim Em chưa 18 đó. Thì hình như là Bảy Rồng đóng tiếp tục với Johnny Thiếu Nguyễn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái phần hành động cũng rất là hay, nó là một kiểu khác. Em nhớ hai người là sát thủ đúng không? Một người công an nằm vùng và một người là trong tội phạm thì phải. Lâu quá không đúng, nhớ. Em cũng không nhớ. Em chỉ nhớ là cái đợt mà chiếu Bảy Rồng là cũng phải cạnh tranh với Bom Tấn Hollywood rất là nổi, đó là Avatar. Nhưng mà phim cũng gây được dấu ấn rất là mạnh. À, hình như là Bảy Rồng thì Ngô Thanh Vân là bên tội phạm á. Kim Thanh nhớ có cái phân cảnh nào đó mà một đệ tử bị chết thì Ngô Thanh Vân khóc rất nhiều. Thì em nhớ là Ngô Thanh Vân là sát thủ. Còn trong khi đó Johnny Thiếu Nguyễn là cảnh sát nằm vùng.
thì hai bộ phim đó thuộc thể loại hành động mà có lẽ là chúng ta không nên bỏ qua. Mặc dù Bảy Rồng thì cái style phim nó hơi tối một chút xíu, nó hơi u ám một chút xíu. Còn ví dụ mà chúng ta thích về tình cảm lãng đãng, nhẹ nhàng, dễ thương thì có lẽ là không nên bỏ qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và 12 Chòm Sao Vẽ Đường Cho Yêu Chạy. Cho đến giờ thì Kim Thanh vẫn thích xem lại hai bộ phim này. Với những bộ phim khác thì có lẽ là tùy chúng ta thôi. Như Fan Cuồng thì Thọ cũng nói rồi và Kim Thanh cũng đồng ý. Và Kim Thanh hồi đó xem cũng rất có cảm tình với bộ phim này, đặc biệt là phần âm nhạc ở trong phim rất là hay. Và nếu mà muốn hài hước đơn thuần, không có phải suy nghĩ gì á, thì chúng ta cũng đừng bỏ qua Gã Già Lắm Chiêu phần đầu tiên. Còn cái bộ phim 14 Ngày Phép nè, rồi bộ phim Quý Cô Thừa Kế cũng như là Ngủ Với Hồn Ma, thì ba bộ phim đó thì bạn bè của Kim Thanh không đánh giá cao, và kể cả Cung Phu Phở luôn là những bộ phim không được đánh giá cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta tò mò thì chúng ta cũng có thể xem thử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.